Xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay bên trung tâm thẩm mỹ của bác sĩ Đỗ Quang Khải là Kellen Beauty Center sẽ trực tiếp một vị khách hàng hôm nay đến là thay tháo nẹp cắt chỉ nha. Thì một chút xíu nữa mọi người đông đông vào đây xem thì mình sẽ cho mọi người xem cái dáng mũi sau 10 ngày tháo ra nha cả nhà. Thì mọi người ai đang theo dõi cái livestream này rồi thì hãy chia sẻ cái livestream này giúp bác sĩ để nhận nhiều ưu đãi khuyến mại giảm giá từ 1 cho đến là 3 triệu đồng. Đây là cái dáng mũi cấu trúc lờ lai cao tay nha. Xin chào em nha. Thì mọi người ơi, mọi người hãy chia sẻ cái livestream này đông đông vào người xem thì mình sẽ trò chuyện và cho mọi người xem cái dáng mũi này sau 10 ngày nha. Đây là cái dáng mũi cấu trúc lờ lai cao tay ha. Thì em ơi, mũi mình là mũi mới, mũi sửa lại với em. Dạ, mũi sửa lại lần 2. Mũi sửa lại lần 2 hả? Lúc trước thì sao mà sửa lại? Dạ, nó bị lệch sống, lộ sống với là nó không được cao như mong muốn á. Em sửa được bao lâu mà sửa lại? Khoảng 2 năm. 2 năm rồi hả? Thì đây như cả nhà, thì đây cái tình trạng cấu trúc trước khi đến với trung tâm là mũi bị lộ sống với là sống thấp nha. Thì khi mà nâng lên thì bác sĩ Khải đã nâng cái dáng mũi mới cho vị khách hàng này. Rất là đẹp luôn ha. Beautiful, bác sĩ cảm ơn một bạn nước ngoài có tên là Phan Đi Lan rất là nhiều nha. Xin chào Quang Nguyễn nha, bác sĩ chào em nha. Thì mọi người ơi, mọi người hãy chia sẻ cái livestream này giúp bác sĩ nha để nhận nhiều ưu đãi khuyến mại giảm giá nha. Thì Vân Nguyễn ơi, em đã chia sẻ cái livestream này giúp bác sĩ chưa vậy em? Làm mũi vậy giá sao ạ? Xin chào Xuân Donly nha, mũi như thế này là giá là 45 triệu đồng, tại vì là vị khách hàng này đã sửa một lần rồi thì khi sửa lại là 45 triệu đồng. Nhưng mà nếu Xuân Donly á là mũi mới thì khi mà làm chỉ có 35 triệu đồng thôi nha, tại vì mũi mình là mũi mới nha. Thì giá bên trung tâm dao động là từ 15 cho đến là 35 triệu đồng, tùy thuộc vào cái tình trạng mũi và cái mong muốn dáng mũi của mình. Mà khi chúng ta tư vấn online hoặc tư vấn trực tiếp cùng với bác thì bác sẽ chọn ra cái phương pháp cũng như là cái dáng mũi phù hợp nhất với khuôn mặt của chúng ta nha. Đây, rất là đẹp luôn nha cả nhà. Xin chào Hoàng Hoàng nha. Thì Hoàng Hoàng ơi, hãy chia sẻ cái livestream này giúp bác sĩ để nhận nhiều ưu đãi khuyến mại giảm giá nha em. Xin chào Xuân Dolly ơi, em đã chia sẻ cái livestream này chưa? Bác sĩ ở đâu vậy ạ? Thì xin chào Ninh Tiếp nha. Thì trung tâm thẩm mỹ của bác sĩ nằm ở số địa chỉ là 126 Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, ngay góc Lê Hồng Phong ở là Nguyễn Trãi nha em. Thì nếu mà em có thắc mắc gì thì cứ gọi về hai cái số hotline là 0902 648 232 hoặc 0923 999 229 để được trực tiếp tư vấn và đặt lịch một cái lịch sớm nhất luôn nha. Thì cho khách ngồi dậy đi ạ. Rồi, ngồi dậy xem gương luôn. Khỏe rồi đúng không? Thì sau khi mà chúng ta làm đúng 10 ngày thì chúng ta đến trung tâm thì chúng ta sẽ được thay cái tháo nẹp luôn ha. Đây là cái dáng mũi sau khi ngồi dậy. Rất là đẹp luôn. Cái dáng mũi này là cao tay nhưng mà bên cạnh đó có một độ võng nhẹ tại mắt nha cả nhà. Có một độ võng nhẹ, độ cong tại đây, độ lài ở đây nha. Đó. Đây, cái độ lài ở đây và nhọn lên nha, chứ không có cụp xuống nha. Em ở Bắc, bác sĩ ơi, ok em nha. Mũi gì vậy bác? Mũi như thế này là mũi cấu trúc lờ lai cao tay nha, cà rốt. Đây là cái dáng mũi có thể nói là xuất sắc luôn nha. Cao tay nhưng mà có độ võng nhẹ tự nhiên nha. Bác sĩ tuyệt vời, tai nghề. Bác sĩ cảm ơn em rất là nhiều nha Trần Lê. Thì Trần Lê hãy chia sẻ cái livestream này giúp bác sĩ để nhận nhiều ưu đãi khuyến mại giảm giá cũng như là nhiều người biết đến trung tâm thẩm mỹ của bác sĩ Khải nhiều ha em. Thì em ơi, sau khi mà em xem gương á thì em cảm thấy hài lòng không? Dạ hài lòng. Thì cho anh hỏi là qua đâu mà em biết đến thẩm mỹ viện của bác sĩ Khải? Bạn em có nâng trước đó giới thiệu. Giới thiệu đúng không? Thì mình đã từng nhắn tin trên fanpage. Dạ đúng rồi, em nhắn trên tin fanpage. Đây là một vị khách hàng cũng chính trên cái fanpage luôn nha cả nhà. Thì lúc trước đã có một người bạn làm rồi thì giới thiệu đến, thì bác này đã tư vấn qua trang fanpage của bác sĩ và đã được bác thăm khám và tư vấn. Lúc trước bác tư vấn cho em mà cũng có cấu trúc đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Thì mũi của vị khách hàng này là lúc trước đã sửa một lần rồi. Thì khi làm lại thì bắt buộc phải làm phương pháp cấu trúc sửa lại nha cả nhà. Đây là mũi sửa là lần 2, cận cảnh chiếc mũi lần 2 nha. Mũi lần đầu làm thì nên làm cấu trúc hay bọc sụn thôi bác sĩ? Thì cái này là tùy nha Quỳnh Như, tùy vào cái cấu trúc nguyên thủy mũi của mình và cái mong muốn của em nữa. Nếu mà em muốn cao, cải thiện thôi thì làm bọc sụn. Với lại là cái cấu trúc mũi của em á thon gọn,
Còn nếu như mũi mà em đầu mũi to, sống rất là thấp thì bác sĩ khuyến khích em làm phương pháp cấu trúc nha. Thì phương pháp này sẽ nâng cao tối đa cái phần sống cho em và đẩy dài cái phần đầu mũi nữa. Cái này là quan trọng cái mong muốn của em thôi nha. Coi lai mũi bên bác sĩ Khải, mũi nào bác sĩ làm ra nhìn cũng đẹp và thích hết. Nào em làm em sẽ đến bác sĩ Khải. Bác sĩ cảm ơn NTB Ngọc Kiên rất là nhiều nha. Thì sau này nếu mà Ngọc Kiên có làm gì thì bên bác thì bác sẽ dành cái suất giảm giá khuyến mại đặc biệt cho Ngọc Kiên nha. Thì Ngọc Kiên nhớ là chia sẻ cái livestream này và chụp màn hình giơ tay vào bên dưới nha. Thì bác sĩ sẽ thấy, sẽ có nhân viên nốt cái hồ sơ lại và giảm giá cho em nha Ngọc Kiên. Đây, lúc nào cũng rất là đẹp luôn ha. Yến Thuyên đẹp quá bác sĩ ơi, bác sĩ cảm ơn em nha. Quay thẳng mặt em xem, ok em nha. Thì đây là người thật việc thật luôn, sau 10 ngày thì em có hình cũ không? Đó. Ừ, cho anh xem cái thẳng. Thì mọi người ai yêu mến và thích cái dáng mũi này của bác sĩ Khải thì hãy chụp cái màn hình lại và gửi về trang fanpage của bác sĩ, thì bác sẽ hứa là làm đẹp cho các bạn nha. Thì xin chào 64 người đang xem nha. Thì mỗi người một tay chia sẻ cái livestream mình giúp bác sĩ nha. Bác sĩ cảm ơn các bạn rất rất là nhiều luôn nha. Xin chào Hồng Thơm Nguyễn nha. Bác sĩ chào em, quá đẹp luôn. Bác sĩ cảm ơn em rất là nhiều lời khen cho cái chiếc mũi này. Thì các bạn ơi, thì cái tâm lý mà khi mà được nhiều người khen cái dáng mũi mình đẹp thì bản thân bên trung tâm cũng như là khách hàng cũng rất là vui. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn nha. Triệu Lai, bác sĩ ơi, bác sĩ cảm ơn em rất là nhiều nha. Hồng Thơm Nguyễn, thích quá ạ. Bác sĩ cảm ơn em nha. Cà rốt, đây là cái dáng mũi lúc trước của em tên gì? Em tên Hoài. Em tên Hoàng đúng không? Hoài. À, nhớ rồi. Đây, lúc trước cũng có nâng qua một lần nhưng mà bị lộ sống này, cả nhà thấy không? Đây, cái sống mũi hơi to và thô, phần đầu mũi to và lộ sống nha, sống cũng rất là thấp. Thì khi nâng lên thì cải thiện rất rất là nhiều luôn. Đây, khi nâng lên cái dáng mũi mới rất là đẹp luôn. Đây, sống cao tay, cái đầu mũi được dãy dài nha cả nhà. Đây, rất là gom được gọn và nhỏ luôn. Bác sĩ ơi, mũi này làm bao nhiêu tiền vậy bác sĩ ạ? À? Thì mũi như thế này là mũi mới là 35 triệu đồng. Nếu như em đã từng sửa rồi thì bác sửa lại với giá là 45 triệu đồng nha em, bao gồm thuốc sau hậu phẫu bảo hành cho em luôn. Và nếu Yến Lai quan tâm dịch vụ bên bác thì hãy chia sẻ cái livestream này để nhận giảm giá từ 1 cho đến 2 triệu đồng khi mà làm đẹp tại trung tâm nha. Mũi cao tay giá cao nhất là bao nhiêu tiền ạ bác sĩ? Xin chào Tâm Như nha. Thì giá cao nhất là 45 triệu và 80 triệu đồng. 80 triệu đồng là giá gì? 80 triệu đồng là giá là mũi cấu trúc sụn sườn nha em. Em chia sẻ rồi ạ. Bác sĩ cảm ơn NT Ngọc Kiên rất là nhiều nha. Bác sĩ cảm ơn em và chúc mừng em đã dành cái sức giảm giá từ 1 đến 2 triệu đồng khi nâng mũi tại trung tâm nha. Xin chào Hằng Phạm nha, bác sĩ chào em. Thì Hằng Phạm ơi, hãy chia sẻ cái livestream này giúp bác sĩ nha em để nhận nhiều ưu đãi khuyến mại giảm giá tại trung tâm nha. Thì em ơi, lúc mà sau khi mà làm rồi á thì em cảm nhận như thế nào về cái dịch vụ đội ngũ nhân viên cũng như là y tá bác sĩ chăm sóc cho em? Em rất là hài lòng, cảm thấy là nhân viên rồi bác sĩ rất là nhiệt tình. Thì rất là cảm ơn em luôn. Thì đây khách hàng chia sẻ như nha cả nhà, người thật thì thật luôn nha. Thì khi mà chúng ta làm mũi ấy, 10 ngày xong rồi á, Hoài làm xong rồi á, thì không phải là dứt điểm tại 10 ngày này đâu, mà bên trung tâm còn chăm sóc Hoài cho đến là về sau nữa, cho nên Hoài yên tâm ha. Xin chào Hải Lê nha, làm mũi xong phải kiêng ăn uống những thứ gì thưa bác sĩ? Xin chào Hải Lê, một câu hỏi rất hay đến từ một bạn tên là Hải Lê nha. Thì khi mà chúng ta làm xong thì bên trung tâm có một tờ giấy dặn dò chúng ta là không nên ăn là cũng như là thôi mình kể luôn đi, là thịt bò, rau muống, rau lang, hải sản, thịt gà, đó, những thứ đó thì mình kiêng ha, khử bia rượu, chất kích thích nha. Bác sĩ cảm ơn Ngọc Kiên rất là nhiều nha. Thì khi làm thì một vị khách hàng hỏi là em có đau không? Khi làm có đau không? Dạ không có đau. Không có đau đúng không? Dạ. Vì anh hỏi là khi mà đến đây thì cái tâm lý của mình cũng có sợ đúng không? Dạ cũng có sợ đau. Nhưng mà làm thì không đau. Làm không đau gì hết thôi. Đây cả nhà, thì khách hàng chia sẻ là làm không có đau gì nha. Mũi đẹp quá bác sĩ ơi, bác sĩ cảm ơn em nha. Xin chào bé ngốc chung tình nha, bác sĩ chào em nha. Thì em hãy chia sẻ cái livestream này giúp bác sĩ để nhận nhiều ưu đãi khuyến mại giảm giá nha em. Thì khi mà em coi gương rồi á, em cảm thấy hài lòng không? Dạ em rất là hài lòng. Đúng rồi, cái mũi rất là đẹp luôn, nhìn người còn mê luôn mà. Thì em có cảm nhận như thế nào, nó thay đổi như thế nào so với lúc trước?
xinh hơn. Nó khắc phục những cái điểm gì mà lúc trước em đã từng bị không? À, em thích cái dáng mũi này là nó cao nhọn đầu mũi á, dài đầu mũi. Ừ, còn rồi. Đầu mũi cũ thì nó hơi bự với là ngắn. Thô, sống thô đúng không? Thì tất nhiên rồi em ơi, thì khi mà làm mũi á thì quan trọng là cái sống phải thon, gọn nhỏ mà không lộ sống, đúng không? Thì anh đã thấy cái mũi lúc trước của em thì sống hơi thô, nhưng mà khi mình nâng lên thì bác đã nâng rất là cao. Nâng cao thì có thể nâng được, nhưng mà quan trọng là đẩy dài cái phần đầu mũi nha cả nhà. Đó, thì đây, cái phần đầu mũi, cái trụ bác dựng rất là chắc chắn luôn. Hai lỗ mũi kính hình mặt chanh nha. Đó, chù mũi thẳng và đẩy dài gọn lên nha. Bác sĩ này mát tay quá, bác sĩ cảm ơn Trần Ngọc Trâm rất là nhiều nha. Thì Ngọc Trâm hãy chia sẻ cái livestream này cho bạn bè, người thân biết đến thẩm mỹ viện của bác sĩ Khải nha em. Bác sĩ làm lẹp đắm luôn á, bác sĩ cảm ơn bé ngốc chung tình rất là nhiều nha. Nhìn tay lắm bác sĩ ơi, bác sĩ cảm ơn xin Trần nha. Rất rất là nhiều cái lời khen nhìn cho cái dáng mũi này thì em có thấy là vui không? Cảm thấy vui nha. Đúng rồi, khi mình làm mũi, mình làm mũi trải qua 10 ngày thì tâm lý cũng rất là mệt đúng không em? Ừ. Sợ này kia kia nọ đây là sau khi mà làm ra thì được nhiều người khen thì rất là vui luôn nha cả nhà. Hơn cả tuyệt vời luôn bác ạ. À, bác sĩ cảm ơn Trần Lê rất là nhiều nha. Thì em ơi, sau khi mà về thì có bạn bè gì khen mũi mình đẹp thì mình có giới thiệu cho trung tâm không? Dạ có, nếu mà bạn nào muốn làm mũi thì sẽ giới thiệu tới đây. Ừ, em có lời nào để nhắn nhủ chị em để làm đẹp không? Những chị em mà còn đang sợ cái thay đổi mình, còn nhát, còn sợ đau thì em khuyên như thế nào? À, chị em nào mà muốn làm đẹp thì cứ tới trung tâm bác sĩ Khải. Thật sự là làm sợ đau nhưng mà làm rồi thì không đau gì á. Không đau đúng không? Thì đúng rồi mọi người ơi, mọi người phải mạnh dạn đi thay đổi mình. Có một câu hỏi rất là hay. Bác sĩ ơi, một lần làm vậy bao nhiêu tiền vậy? Thì mũi này nếu như mà mũi mới, mũi như khách hàng này, như vị khách hàng tên Hoài này, thì là giá là 35 triệu đồng, bao gồm thuốc sau hậu phẫu và bảo hành cho các bạn luôn nha. Thì bé ngốc trung tình, nếu mà có quan tâm dịch vụ bên trung tâm thì hãy chia sẻ cái livestream này để nhận giảm giá từ 1 đến 2 triệu đồng sau này nha. Cũng muốn làm ok Nguyễn Kim Phượng rất là nhiều nha. Thì rất là cảm ơn em đã dành cái thời gian quý báu của mình để chia sẻ kinh nghiệm làm đẹp, cũng như là cho chị em biết về những cái trải nghiệm của mình tại trung tâm. Thì đại diện của trung tâm thì anh xin chúc em ngày càng thành công trong cuộc sống và càng xinh đẹp hơn nha. Thì cảm ơn. Cuối cùng thì em có lời nào để cảm ơn bác sĩ Khải đã làm cho em cái mũi rất là đẹp như thế này không? Em cảm ơn bác sĩ Khải và các anh chị đã làm cho em cái mũi này, rất chi là ưng ý. Rồi, thì cảm ơn em luôn. Thì bác đã làm cho mình cái mũi đẹp như thế này thì việc còn lại là do em. Dạ. Phải ăn uống kiêng cử, ngủ nghỉ. Thật là ok, bác sĩ có năng ngực không bác? Bác sĩ có nha Lâm Thanh. Dạ, bác hãy inbox vào trang Facebook của bác để được tư vấn nha. Nét bé này xinh lắm bác sĩ Khải ơi. Đúng rồi Điệp Tô ơi. Cái nét này cao tay nhưng mà bên cạnh đó có một độ võng nhẹ tự nhiên nha. Đó, thì Điệp Tô thích cái dáng mũi này, hãy chụp màn hình lại nha. Làm sao để cho mau hết sưng vậy bác sĩ? Thì bên bác là chỉ có là phương pháp là ngậm thuốc nha em. Ngậm thuốc kết hợp là ăn uống những trái cây, những cái chất mà giảm sưng giảm viêm nha em. Xin chào Hanna Nguyễn nha. Rồi, không làm phiền cái thời gian quý báu của bé khách hàng tên Hoài này, thì bên trung tâm sẽ tạm dừng kết thúc cái livestream tại đây. Thì mọi người có câu hỏi thắc mắc cứ comment vào đây nha. Và nhớ là chia sẻ cái livestream này để mọi người biết đông đảo đến thẩm mỹ viện của bác sĩ Khải nha. Rồi, cảm ơn em nha.